tới cửa rồi. Dân ơi, dân té kêu con gì té bị gì vậy, bị gì té, té có sao không? Tới làm gì cũng như vậy. Mày chạy ra mày mua giùm té 10.000 gọn thuốc ơi. Nhanh đi, nhanh thuốc hả? Ê đây nè, thì còn 10.000 là mày mua giùm té mớ trái cây luôn. Nhanh đi, nhà mình còn có 20.000 á để mua gạo với tí nhậu hết rồi sao mà ăn uống gì nữa. Trời ơi, ăn uống gì nữa, mày muốn tao chết hay gì đấy? Mày đi nhanh đi, ăn nhậu suốt ngày mình đói luôn. Cho hỏi cái tí, mày mua gỗ cho tao chưa, mày về nhanh vậy? Chưa, cho hỏi này cái cây. Nãy tía đưa con 20.000 rồi 10.000 nào mua rượu, 10.000 nào mua trái cây. Trời ơi, mày ăn cắm heo cái gì, 10.000 nào mua cũng được. Đi mua nhanh lẹ cho tao ơi. 10.000 nào mua cũng được hả? Đúng rồi, đi nhanh ơi, mày muốn tao chết là gì đây? Trời ơi, thằng này đi đâu mà lâu dữ trời. Chết tao chết quá. Ê, về. 10.000 trái cây của tía nè. Hả? Tại nó cay mày muốn tao chết hay gì mày mua chặt đi tao? Mày bụng tao đâu? Ngày ông nhậu rượu không mà đây nay có trái cây. Mày bụng tao đâu? Rồi tao kêu mày mua rượu thuốc mà sao mày mua rượu trắng? Nè, quên nữa thuốc nè. Tại đất trời, mày ăn cắp heo hay gì mày mua vậy? Cái này là gì? Rượu. Con này là gì? Thì thuốc. Rượu thuốc vậy thôi. Trời đất ơi, trời rượu thuốc của mày đây nè. Trời gì buồn dữ vậy trời. Ê, này. Chơi lô tô không? Chơi. Mà có hai thằng sao chơi mày? Ông Tía kìa, hỏi ông chơi không? Ui, ông già cả đâu sao biết mấy môn này mà chơi? Chơi, mày khi dễ tao à, trứng mày đặt rồi không con dịch. Chơi mày. Trời, Tía ngon à, mày đợi con xíu vô nhà lấy. Đi lấy nhanh mày. Rồi, người 5.000 nha. Chơi không, Tía chơi không? Chơi, tao sợ mày à. Nè, hai mày đậu tiền vô mày, dứt mày. Đà ra con mấy con mày gì ra số chín. Khoan số chín tao có kính mẹ, kính gom tiền thì biết chơi không vậy? Vậy mấy con còn kính gì kính tào lao quá vậy chứ mấy con dễ chơi vậy mà lại biết chơi tài lanh tài lẹt quá hả? À, một con mà kính tài lanh tài lẹt không à. Rồi nghe tiếp nha, tới nha. Nhận đi mày. Đà ra con mấy con mày gì ra số 1. Ê kính, hai khổ là mày chứ này khổ chạy không mày? Đi trời, biết chơi nói trời. Gì nữa? Năm con một hàng mấy kênh ông nội. Sao mày không nói? Trời ra con mấy còn mày gì ra. Nhanh đi mày. Số 4. Ê, khoan kêu. Kênh ngang chứ này tụi mày khổ nói tao nghe. Năm con thắng hàng chưa? Chạy đâu? A few moments later. 36. Họ nghe em đại rồi đó. Tao có 66 rồi mày kinh ơi. Kinh. Tao có 66 kinh rồi nè. Ông ngồi đó ông la lên hồi tôi liền ông kinh luôn bây giờ nè. Tao 66 tao có tao kinh rồi chứ gì nữa.